Hôm nay, mùng 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Đông Thọ, huyện Yên Phong đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, ban chỉ đạo 138 xã Đông Thọ đã chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Do đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn đã đạt được một số kết quả nổi bật. Các mô hình phong trào luôn được củng cố, duy trì, hoạt động có hiệu quả. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đẩy mạnh. Quần chúng nhân dân tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng thời tích cực tự giác tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, từ đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân có thành tích đã được công an tỉnh và ủy ban nhân dân huyện khen thưởng